Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Anh em có nhu cầu mua bán hàng Poke Đại Chiến, giao dịch trung gian, hãy đến ngay nhóm group Poke Đại Chiến Nông Dân Channel, nhóm chính thức của kênh Tiểu Tử Bá Đạo. Tại đây thì anh em có thể gặp mặt ngay admin của nhóm, đó là bạn Phú Vinh anh em. Đó, uy tín chất lượng rất là an toàn, anh em có thể liên hệ để giao dịch trung gian cũng như mua bán hàng thông qua bạn này nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ ghé qua để ủng hộ. Cảm ơn. Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo mọi người nha. Xin chào anh em của game Poker Đại Chiến như mình nghe từ bắt đầu bạn. Ok, quay trở lại video này em trước vào video chứ anh em xem video vẻ một like share thì cũng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video chưa like thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thời tiết anh em nhé. Ngoài ra thì bên kênh đang có một cái event tặng ạc Mewtwo thiết giáp rồi Urova rồi đứng sang thế đồ các kiểu, anh em hứng thú thì để ghé qua và tham gia anh em nhé. Đó video buổi sáng các bạn chưa tạo cho xem thì kéo có những video sáng và xem và tham gia. Ok. Ôi, giờ thì chúng ta cùng cày cuốc anh em. Hôm qua tôm bé có tôm gái được anh em. Hôm nay có tiêu thể lực này. Wow, hôm nay có tiêu thể lực luôn anh em. Ngon. Ok, chúng ta sẽ tiêu thể lực kèm theo cập nhật thời tiết cộng với tiến cấp bá chủ cho cháu Wakiram anh em nhé. Phù hợp nhìn nhiều bạn bảo là tiến cấp xong rồi test luôn. Ok, trời ơi, trời đẹp anh em, có sương mù các bạn nhé. 16h46 đến 17h46 anh em, sương mù đi quạt đôi Latest và cả Latios anh em. Tranh thủ hứng thú để tranh thủ tranh ra bát nhé. Rồi, ok, để xem nào, hôm nay tiêu thể lực à? Có lên tiêu không ra? Thật sự quên là có lên tiêu hay không các bạn, bởi vì tôi đang tính là để điểm lại để về sau ăn thẻ gộp các bạn. Bữa nay không phải là nói và chê điểm đấy đâu anh em, nhưng mà không hứng thú lắm với tiêu thể lực anh em nhé, thật sự luôn. Cá nhân hóa là không hứng thú với tiêu thể lực các bạn. Nhưng khi tôi nghĩ mà để đấy để về sau đợi đến tiêu thẻ gộp anh em, x2 thẻ gộp ấy còn ngon hơn. Anh em x2 thẻ gộp còn ngon hơn, thật là thật chứ mà không các bạn. Mua x2 thẻ gộp rất là ngon luôn nhưng mà không. Ok, trước mắt đi tiến hóa ra đi anh em. Để quay shop xong chúng ta đi tiến hóa ra đi anh em. Rồi, để xem nào. Tháp PK. Ok, mua bút nào, mua. Rồi. Chỉ tích cổ rồi anh em, vào đây cổ cho nó bớt điểm đi đã, không là tí nữa âm nổ điểm nữa. Rồi, shop bán nào, 2 3 tự động. Ok, lụm các bạn, còn con nào quýnh còn đấy các bạn. Ok, lụm luôn, đi tiếp. Đi cho nó hao bớt điểm đi thôi các bạn, tính tiếp anh em. Đó, mày thế. Lần nào mà anh em quá may luôn nha. Mở nào. Tự động. Thế nha, tôi sắp đủ điểm rồi anh em. Sắp đủ điểm để mở cho cháu White Gram rồi anh em. Mở điểm nâng ấy anh em. Nâng điểm... điểm thân mật hay điểm gì? Điểm gì đấy tôi quên mất rồi anh em. Đó, chuẩn bị đủ rồi. Ba mấy đó mà. Hôm nay nữa, cái lúc này ngày mai nữa anh xuôi thì chắc đủ ạ. Rồi. Mày thế nhỉ, tự ngờ ồ nó trực tiền đấy, toàn các bạn. Rồi, shop bán này. Ok luôn, tới tiếp. Tự động tiếp anh em, quét cho xong luôn. Tự động tiếp. Ngon hết quả về nào. Mở luôn, rồi qua tiếp, qua anh em. Hiện tại chân được thì cứ qua đi, khỏi mua các bạn. Mua lãng phí lắm. Tự động nào. Mở luôn.
tự động tiếp anh em cho nó nhanh, lại tự động luôn. Rồi ok, tự động tiếp đánh hết luôn rồi. Ok, hơn 3k, hơn 3k điểm đó bạn. 2 1 1. Rồi 3k6 anh em. Đi tiếp nào. Rồi, hết rồi anh em, hết game này rồi, nghe shop anh em. Bao nhiêu rồi? 5. À, cái này 38. Ok, một cái 40 rồi anh em. Thiếu 3 cái này nữa. Ok, tí cày thêm hay mua thêm điểm nhỉ? Để từ anh em. Rồi, trở về vấn đề chính của ngày hôm nay anh em. Qua kêu đây em. Cũng chưa đủ à. Ok, vừa nói không đủ cái vào nó đủ luôn anh em, đúng đời ạ. Vừa nói không đủ cái vào cái nó đủ luôn các bạn. Rồi. À, hôm nay thì chúng ta sẽ có qua kêu đây em bá chủ rồi anh em. Tiến cấp. Không dài dòng, không năng nhàng, không liên thuyên các bạn. Ok, Wakiram bá chủ về đội. Hiện tại con này không biết bút được nhiều điểm, chỉ số cho cháu Urova hay không thì chưa biết anh em. Để test cho này, tại nó đi hỗ trợ cho Urova tôi được nhiều chưa anh em. Rồi, lên thôi. Sang lượm lúa. À, lên team nào. Wakiram bá chủ. Ok, bạn bè. Test phát luôn anh em cho rực rỡ ạ. Rồi xem chỉ số nào, 21k anh em. Cũng tạm ổn thôi chứ cũng chưa ăn thua. Cũng tạm ổn thôi chứ cũng chưa ăn thua anh em. Nên được 21k nói chung tạm ổn anh em. Nói chung nhưng mà đây bác này mới để một team anh em, để hai team thì biết như nào. Đây mấy anh em trong server đây, giao lưu võ thuật luôn các bạn nhá. Lên rồi giao lưu võ thuật luôn. Hôm nay em chưa mang đồ anh em, chưa có đồ đâu nha. Cháu ngoài tôi, nhà tôi là tính ra là còn chưa có đồ đâu các bạn. Chưa ở đâu đấy. Úp môi trường lên. Một thổi. Wow wow, được rồi anh em, thế phải lên top PK rồi. Lại lại những gì đã mất, không mất luôn những gì nữa. Ôi trời ơi, thiếu điểm rồi anh em. Đúng đời các bạn, thiếu điểm rồi, lại thiếu kim cương rồi. Vấn đề là hiện tại chúng ta là đang bị thiếu kim cương anh em. Xem nào, thiếu thể lực 800, 1k2, 2k2. Tốt PK sáng vội quá anh em. Chứ giờ này như là lên được rồi này. Qua kêu ra má chủ lên độ anh em. Để về chăm sóc cho cháu qua kêu ra em tí nữa nhờ. Úp này anh em. Qua đây nó thêm dòng đép nó đi thì đẹp quá ạ. Qua đây nó thêm dòng đép nữa là ngon luôn anh em. Deep hoặc là đép cũng được. Một trong hai dòng này thôi, nó chứng đổ được một dòng là êm rồi anh em. Gen, gen thì chưa vội anh em. Trang phục mặc, phụ kiện. Giờ lên 95 anh em, lên 95 thì có đồ ngon mang thôi. Nói chung là đợi lên 95 đi. Đang vậy anh em đợi lên 95 một thẻ tôi mới nâng. Phụ kiện tính ra là có đấy. Nếu mà nâng là tôi không nâng được, nhưng mà tôi không muốn chưa muốn nâng thì hiện tại anh em. Thôi để vậy đi. Đành để vậy anh em. Trái buộc này mà AO nữa là mở được rồi các bạn. Ngoài kêu ra em. Rồi để tôi kiếm kim cương anh em nhá. Ok, chơi từ bữa giờ mới để anh em một thần gió tôi gộp bây giờ còn chưa đâu.
Ok à, chơi từ bữa giờ mới để em thân gió anh em này, hôm nay cho đã lớn là cho lên mình hẳn 17 luôn các bạn. Trời ơi, chơi từ hôm bữa giờ bây giờ để cháu nói anh em, thằng nào nên được chiến yếu yếu thế. Đây rồi. Đấy, có kim cương về để bung PK rồi anh em nhá, thành tựu ra. Thì đây, quả bét á gộp. Úi giời, 100 kim cương nữa. Rồi. Nào lên điểm đánh PK rồi anh em. Mấy bữa giờ bị anh em trong server bắt nạt quá trời luôn ạ. À. Đây xem nào. Thì cô bác cầm được con BY bá chủ kết hợp rồi, nên là tôi mới hơi thất thế, tôi không dám nói gì anh em. Này thì mọi thứ nó đã thay đổi rồi các bạn. Thời thế đã lúc đến lúc thay đổi đổi thay rồi. Thời thế đến lúc thay đổi đổi thay rồi các bạn. Đến lúc thay đổi đổi thay rồi anh em. Không quên cho bút kia lên. Rồi hay quá. Dạng bá chủ luôn anh em cho nó quấn. Rồi này test này ăn được và đánh hoan đường này đúng là kiểu đúng đời luôn các bạn chứ mà không đâu. Nào lên múc hệ dòng cho nó máu anh em. Ui, đúng đời các bạn. Từ từ. Này test thì ăn được giờ vào đánh thì không ăn được anh em, vô lý. Đây bạn này có BY này. Vào test auto vậy anh em. Xem nào. Đây đúng rồi. Nếu đã thế thì tôi xin tự test auto luôn các bạn. Ui đau nha. Đau à nha. Ui đau. Ok đấy, test thì ăn được giờ vô đây đánh không ăn được anh em. Vô lý thế nhờ. Đùa vô lý thật sự các bạn. Chúng ta làm lại, làm lại. Ok. Rồi. Ok à. Thế này chịu rồi. Thôi anh em tạm thời này ăn binh bất động đã. Ok, nói chung thì tình hình này thì cũng nên sương sương được cháu qua kêu ra bá chủ rồi anh em, cập nhật thời tiết qua cho anh em vậy đó. Tình hình chắc từ đó bạn đâu về vấn đề tiêu phí thì chắc để tôi tính thêm anh em. Có gì tiêu hay không tiêu chắc chúng ta tính thêm. Cái bánh thì hiện tại có đấy nhưng mà tôi vẫn chưa muốn tiêu sự kiện này anh em. Tôi đang đợi sự kiện gộp của bạn, con nào tôi cần gộp hơn là thể lực lúc này. Về tiêu thể lực thì cũng chỉ được thêm ít đồ phụ kiện thôi anh em. Hồi đầu thì nó còn quan trọng với anh em chứ giờ đến tầm này thì nó quá là ít tài nguyên các bạn so với tiền hiện tại, nên chắc tôi từ từ anh em. Và video kết thúc đây anh em nhé, hẹn gặp mọi người tiếp theo. Giờ thì bye bye.